Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Thì các bác có thể thấy đây thì bên em đang về được rất là nhiều những mẫu bát súp và mạch súp, và hôm nay thì xin giới thiệu với các bác để các bác có thể lựa chọn những cái dòng sản phẩm mà phù hợp mà các bác đang mong muốn và đang tìm kiếm các bác nhé. Ở đây thì em đang có rất là nhiều loại. Đầu tiên thì em sẽ review về các cái dòng bát trước nhé, sau đó thì chúng ta sẽ review về mạch sau. Bát thì ở đây thì em đang có đầu tiên là bát 30. 30 sẽ nằm ở đây các bác này. Đây chính là dòng bát súp nhé, để chuyên cho siêu trầm. Đó. Và đây là một cái dòng bát chất lượng hàng mới. Đấy, hàng mới các bác nhá. Đấy, con này thì là hàng mới, em bóc nguyên thùng ra kìa. Đấy, thùng nó sẽ ở vị trí kia. Em đã bóc ra đây rồi. Đó. Con này thì nó là bát 30, tuy nhiên thì cái vành của nó nó khá là to này. Đấy, nên là khi mà anh em mà mong muốn mua thì các bác sẽ đo cho em cái kích thước vành nhé, ở trên cái thùng của các bác. Đấy, về thì các bác để làm sao là về là các bác lắp sẽ vừa. Đấy, các bác sẽ đo cho em cái vành này. Đấy, bởi vì cái vành này nó khá là to các bác nhé. Đó, còn con này thì nó là gân của nó là gân cao su rất là cứng cáp chắc chắn này. Đấy, màng là màng titan nhé. Rồi, bên trong này thì các bác có thể thấy này, nhện của nó cực kỳ đẹp luôn ạ, đúng không ạ? Nhện rồi xương. Đấy, rất là đẹp nha. Đấy, và lưu ý rằng là anh em mà mua sản phẩm nào thì các bác nhớ chụp màn hình và sau đó thì alo cho bên em. Đấy, thì là bên em sẽ tư vấn và báo giá kỹ càng và chi tiết hơn cho các bác nhé. Đó. Đấy, các bác có thể thấy không? Từ rất đẹp luôn này. Từ đen nhánh luôn này, các bác nhìn này. Đấy. Côn từ của nó, con này các bác của anh không gian khoảng độ tầm 30 mét trở lên. Đấy, anh bao căng luôn các bác nhé. Con này tiếng rất là căng. Đấy, công suất nó khá là lớn các bạn. Đấy, công suất con này là khá là lớn nhé, nó rơi vào tầm 300-350W. Đấy, công suất liên tục. Đấy, thoải mái luôn ạ, rất là chắc chắn. Đây là bát đầu tiên. Rồi tiếp theo dòng bát nữa là bát súp. Đấy, bát súp thì em đang có dòng là bát 30 này, bát 40 này các bạn này. Đấy, quả này là bát 40 nhé. Đấy, bát 40 thì quả này là bát BA. Đấy, BA. Đó, con này là từ 190. Con này thì anh em có thể lắp làm súp hơi nhé. Đó, anh em có thể lắp làm súp hơi. Còn nếu như mà anh em làm súp điện thì yêu cầu cái mạch công suất của con súp điện phải lớn. Đấy, yêu cầu nếu như anh em làm súp điện thì anh em thì là cái mạch công suất nó phải lớn. Còn là bình thường anh em có thể làm súp hơi. Con này là bát 40 từ 190. Đấy, chuyên cho phân khúc gia đình các bác nhé. Các bác thấy nhẹ nó đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Bát BA rất là nặng. Rất là nặng luôn các bạn. Đó, đây là bát 40 này. Bát 40. Gân vải. Đó, gân vải. Rồi tiếp theo thì bây giờ em sẽ giới thiệu về cái bát loa. Đây là dòng bát full 25 nhé. Đấy. Đây là dòng full 25 các bạn này. Full 25. Các bạn thấy cái xương của nó. Đó, con này thì nó là từ kép, em xin lỗi ạ, hai tầng côn, con này là hai tầng côn nhé, côn hai tầng, đó, rất là đẹp luôn, nhện đen nhé, con này nhện đen, hàng phải nói là bao đẹp cho các bác, hàng bao đẹp luôn các bác, đó, rất là chất lượng luôn nhé, về mặt của nó đây, đấy, gân vải nhé, con này là dòng full nhá, full 25, đều là vân vải hết. Đấy, thường phun thì họ sẽ làm vân vải. Và ba cái dòng bát vừa rồi em nói thì đều là dòng bát mới nhé. Đây đều là bát mới. Đấy. Bát mới. Cực kỳ chất lượng luôn. Từ con này rất là to. Đấy. Con này từ nó là từ 17. Thôi nhé. Rất là đẹp. Đấy. Công suất của củ bát này nó là 250W. Đấy. 250W. Rất là đẹp luôn ạ. Anh em chơi full này, nâng cấp full thì nâng cấp những dòng này. Bát xuống rất sâu. Đấy, bát con này xuống rất sâu nhé. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu một mẫu full nữa. Đó là dòng GCF. Đây cũng là bát mới luôn các bác nhé. Em bỏ ra thì nó hơi bụi này. Nó bám vào cái lớp dầu. Đấy, bát này là bát GCF các bác này. GCF. Đó. Hàng đẳng cấp luôn ạ.
cực kỳ chất lượng luôn, rất nặng, con này từ 190. Đấy, bát RCF thì các bác biết rồi đúng không? Đấy, RCF thì có cái độ bền cũng như là cái chất âm cực kỳ cao. Đấy. Quả bát này nó xuống được 40 hạt nhé. Đấy, xuống được 40 hạt luôn, như một quả bát súp. Đấy. Bát súp bê thông thường nó chỉ xuống được tầm 50 thôi, nhưng con này full mà xuống được tầm 40 thì các bác biết rồi. Đấy, xuống rất là sâu. Đấy, xuống sâu đồng nghĩa với việc là con này nó ăn khá là tối công suất nha. Công suất liên tục của nó là 400W. Có cái củ bát này. Đấy, ở bên cạnh cái củ bát này thì nó đều có cái thông số hết. Đây. Coi nha, bên này thì các bác mua về các bác đọc thông số nó ở đây. Đấy. Công suất max nó lên 900, công suất liên tục nó 450. Đó. Kinh khủng luôn ạ. Đây là củ bát 30 RCF này. Tiếp theo em sẽ giới thiệu một củ bát bãi. Đây là bát bãi 40 này. Đấy, bãi 40. Vâng nha. Để con này cũng là trang bị là từ 190 luôn ạ. Từ 190 nhé. Hàng bao đẹp. Đấy. Anh em muốn nâng cấp bát súp thì có thể chọn mua những cái dòng sản phẩm bên này. Còn bây giờ thì em sẽ nói qua về mạch súp nhé. Mạch súp thì em có những cái dòng mạch từ bình dân cho đến cao cấp. Đấy, và đây là dòng mạch nguồn vuông này. Đấy, dòng này là dòng rẻ tiền nhá. Đấy, rẻ tiền nhưng mà không phải chất lượng nó rẻ đâu nhá. Đấy, nhiều anh em mua những cái dòng mạch này về nhưng quánh không gian nó lớn quá, các bác quản nó không hay. Đấy, nghe không thấy tiếng đâu. Thì các bác phải lưu ý rằng là các bác mua mạch súp là các bác phải tính cái không gian cũng như là cái công suất nhá. Đấy, còn nếu mà đẹp nhất thì các bác nên nhờ thợ người ta tư vấn. Đấy, còn như con này, đấy, anh em chỉ đánh được tối đa là không gian là 25m thôi, 25m quay đầu nhá. Đấy, 15, 20, 25m thì các bác sử dụng những cái dòng mạch này thì nó sẽ phù hợp. Nếu anh em là mua về rồi sử dụng không gian 40-50m2 của anh con này thì làm sao mà lên được, đúng không ạ? Đấy, nó phải đúng cái công năng của nó thì nó mới phát huy tác dụng. Còn các bác để đánh ở không gian rộng quá thì nó sẽ không có, hầu như là không có tác dụng nhiều. Đấy, nên là các bác mua thì sử dụng không gian tầm 25m2 quay đầu thì là dùng con này là ok, mà giá rẻ. Đấy, và nhiều anh em đấy cứ mua những cái dòng công suất nó lớn quá rồi không gian hẹp thì nó rất là lãng phí. Đấy, chúng ta không dùng hết công suất của nó. Đấy, nên là chúng ta không gian nào thì chúng ta sử dụng những cái dòng mạch mà nó phù hợp với cái diện tích phòng các bác sử dụng nhé. Đấy, con này thì giá chỉ có 900.000 thôi. Đấy, thì anh em có thể sử dụng cho không gian tầm 25m2 cái đầu là rất là hợp lý. Đấy. Này, mạch của nó là tụ của nó tụ đai u luôn nhé. Tụ đai u. Đấy, tụ đai u. Đấy, tụ là tụ đai u. Đấy, nhìn này. Đấy. Nó con này trang bị là 256. 26 Toshiba. Đấy ạ. Đó. Rất đẹp luôn nhá. Giá rẻ khoảng 900.000 thôi. Tiếp theo, em xin giới thiệu với các bác một mã mạch cao cấp. Phải nói là cao cấp nhất tại khu vực này. Thì đây là cái con mạch con này là sản xuất tại Trung Quốc này. Đấy. Con này công suất của nó rất là lớn luôn ạ. Các bác nhìn này. Công suất nó lên tới 600W nha. Đó. Chạy nguồn điện 220. Và thiết nối kết nó có cổng kết nối như là các bác có thể kết nối điện này và hơi. Đấy, con này là mạch là điện này hơi nhá. Và thiết kế các bác có thể sử dụng cho âm ni hoặc là vang mixer. Đó, nếu mà các bác kết nối điện nhá. Nó kết nối có cổng ba năng luôn này. Đấy, canon đấy ạ. Và hoa sen. Rất chuyên nghiệp. Con này thì đây các bác có thể thấy này. Nguồn xuyến nhá. Nguồn xuyến. Và trang bị là 4 sò và 4 tụ. Và 4 sò chính và 4 sò bù áp. Mạch có nát hát. Mạch có nát hát. Đáng đẹp đúng không ạ? Cực kỳ chất lượng luôn ạ. Đó. Mạch có nát hát các bác nhé. Tụ của nó là mỗi con tụ nọc nguồn là 80V và 10.000mi. Công suất cực kỳ lớn ạ. Cái dòng này thì anh em chơi thì phải nói là ối rồi ôi luôn.
quạt gió, thanh tản nhiệt đầy đủ hết. Anh em chơi không gian 30 mét trở lên nhé, 30 mét cho đến 40-45 mét, anh em dùng những mạch như này đấy, thì mới đảm bảo được cái chất âm đấy, rất đẹp luôn, chất lượng đúng không đấy. Con này giá lại không hề rẻ, 1.850.000 một chiếc. Tiếng con này có thể là can thiệp với cái lẻ thấp của nó xuống rất là sâu, tiếng của anh không ngủ, không có đuôi, và đặc biệt là mạch con HH này rất là bền, các bác sử dụng thời gian không lo nỗi nhé. Đấy, không lo nỗi, mạch con HH này cực kỳ bền luôn đó, rất là bền nha anh em nhé. Đấy, những cái dòng mạch này các bác chiến thoải mái luôn này. Đấy, mạch này mà các bác ghép với con của bác kia thì phải là thôi rồi luôn ạ. À, em đã test thử rồi, rất là chất lượng luôn. Đấy, rồi tiếp theo giới thiệu với các bác một cái mạch nữa dành cho bát 40. Đây, đây chính là mạch dành cho bát 40 các bác nhé. Này, đấy, con này cũng là tụ của Daiu nhé, hai tụ của 4 sò, 1, 2, 3, 4 chân sò này. Đấy, 4 sò này các bác nhé. Đấy, các bác cần đọc con trở sứ này ra. Đấy, hai tụ của 4 sò, nguồn của nó là nguồn xuyến, nguồn xuyến nhá. Đấy, rất đơn giản đúng không? Con này dành cho bác 40 nhé. Anh em mua mạch súp nhớ đo kích thước giúp em nhé. Các bác mua mạch các bác nhớ đo kích thước chiều rộng này, đấy, và chiều dài và chiều sâu nhé. Đấy, chiều rộng, chiều dài và chiều sâu. Con model con này là bát B40, giá con này chỉ có 1.450.000 thôi, 1.450.000 thôi ạ, rất rẻ nhé. Đấy, nguồn rất là to. Đấy, anh em về là có thể cạo cái bóng này ra để các bác kiểm tra nhé, nguồn của nó là nguồn đồng. Đấy, các bác không tin thì các bác có thể kiểm tra. Đấy, rất là đẹp, 1.450.000 mảnh này, về bánh bát 40 các bác nhé. Đó, thì đây là một số những cái dòng bát cũng như là mạch súp mà chúng em đang giới thiệu. Nếu anh em quan tâm thêm thì có thể gọi trực tiếp để được bên em tư vấn hỗ trợ. Và xin chào các bác.